Trước tiên là gửi lệnh để mắt ba thay dao bằng cách nhập vào MD2 hoặc là gọi trong chương trình Gcode với câu lệnh là M6TX. M6 là lệnh yêu cầu mắt ba chạy chương trình macro thay dao tự động. Macro đó tên gì, nằm ở đâu, lát nữa chúng ta sẽ đề cập tới sau. X là số thứ tự dao mà chúng ta muốn lấy. Sau khi nhập lệnh này, máy sẽ điều khiển Z về vị trí chuẩn bị lấy dao. Kích bật xi lanh đài dao để đẩy mâm dao vào. Kích bật xi lanh đạp dao để nhả dao ra. Điều khiển trục Z nhấc lên an toàn. Xoay mâm dao tới vị trí dao cần lấy. Hạ Z xuống tới vị trí lấy dao. Tắt xi lanh đạp dao để ngậm dao lại. Tắt xi lanh đài dao để đẩy mâm dao về vị trí cũ. Kết thúc thay dao. Xin chào mọi người. Tính ra là cũng hơn 10 tháng kể từ khi mình đăng video phần 5 thì hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Vừa rồi mình có làm một dự án thay thế bo mắt ba sử dụng cổng Internet thay cho cổng LVT. Đây là bo được anh Đỗ Gia Huỳnh phát triển. Còn lý do vì sao khách lại muốn đổi cổng LVT sang cổng Ethernet cho máy phay CNC này? Thì thứ nhất là chúng ta không phụ thuộc vào PC đời cũ, đòi hỏi main phải có cổng LVT, lâu lâu bị chết đột ngột mà không rõ lý do. Không bị giới hạn ở WinXP hay là Win7 32 bit. Không phải đánh đo và lo sợ mỗi khi tăng tần số kernel speed lên cao khiến máy chạy bị giật, không ổn định, dẫn đến treo máy, vì bo này hỗ trợ lên tới 150 kHz, cũng khá là phù hợp cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp sử dụng laptop. Số lượng in-out không bị giới hạn ở các bo mắt 3 LBT nữa. Ngoài các kênh điều khiển 6 trục, XYZ, ABC cộng với spindle và 12 tín hiệu dành riêng cho tay quay MBG, thì còn dư tới 22 cổng input và 11 cổng output, tha hồ sáng tạo cho chức năng thay dao tự động. Bo này bản thân nó được thiết kế dùng module cách ly nguồn điện và sử dụng auto cách ly các tín hiệu input. Output có thể kích trực tiếp cuộn của relay hoặc là van điện mà không cần thêm một module relay bên ngoài. Đồng thời tích hợp sẵn iốt dập xung từ các cuộn dây của relay hoặc là van điện từ, giúp mạch chống nhiễu tốt trong một số môi trường khắc nghiệt. Và một điều thú vị nữa là toàn bộ macro thay dao tự động của con máy phay CNC mình đang nâng cấp này vẫn hoạt động bình thường luôn khi mình thay sang dùng bo Internet. Rất tuyệt vời. Thông tin liên hệ anh Đỗ Huỳnh và tài liệu để ở dưới phần mô tả. Mọi người có thể tải về để tham khảo trước. Quay trở lại với con máy nâng cấp này, có thể nói là phần cơ cấu thay dao khá phù hợp với khung máy CNC của chúng ta đang làm. Sau khi thay bo sử dụng cổng Internet xong thì mình có xin đoạn macro về để làm một video phân tích xem thử nó có gì chưa hay và cần phải bổ sung gì để đáp ứng được độ an toàn cho máy của chúng ta. Nếu mọi người muốn làm thay dao tự động cho con máy CNC của mình để sử dụng hoặc là thương mại nó thì đừng bỏ lỡ hoặc thua nhanh bất kỳ đoạn nào nha. Công ty vật liệu Titan hân hạnh tài trợ video này. Công ty vật liệu Titan chuyên kinh doanh inox, nhôm, đồng, titan, niken, thép và các loại hợp kim khác. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty gia công cơ khí chính xác và các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Mặc định mắt ba sẽ bỏ qua lệnh thay dao tự động. Để mắt ba nhận lệnh thay dao tự động M6 thì chúng ta phải vào config, general config, tại mục tool chain, chất vào ô auto tool changer. Ok, rồi sau khi mở được chức năng thay dao tự động, giờ mình sẽ chuyển qua trang MDI và test thử macro thay dao mặc định xem nó sẽ làm gì ha. Mình nhập vào ô MDI lệnh M6T2. Đối với mắt 3 thì gọi M6 trước, T2 sau, hay là gọi T2M6 thì mắt 3 vẫn hiểu nha mọi người. Enter. Sau khi Enter, chúng ta không thấy mắt 3 làm gì cả. Chỉ thấy cái ô giá trị tool ở đây nó đổi thành giá trị T mà chúng ta vừa gọi. Nhập M6T6 thì nó sẽ chuyển thành 6. Vậy là ô tool này sẽ hiển thị giá trị của dao mà chúng ta đang sử dụng. Giờ chúng ta sẽ mở macro thay dao lên và xem mặc định mắt 3 viết cái gì trong đó. Chúng ta vào Operator, VB Clip Editor, Open, Macro. Nếu viết cho mắt 3 Lắp Ma thì chọn Lắp Ma, mắt 3 Tiện thì chọn mắt 3 Tên. Còn chúng ta mắt 3 Phay thì vào mắt 3 Mew. Trong đây chúng ta sẽ thấy macro M6 Star. Đây chính là macro mắt 3 sẽ thực thi sau khi chúng ta gọi lệnh M6. Mở nó lên xem thử. Sau khi mở lên, chúng ta thấy nó chỉ có đúng hai dòng. Dòng đầu tiên là tool bằng get select tool. Tra tài liệu mắt 3 thì hàm get select tool có chức năng là trả về giá trị dao mà chúng ta gọi trong lệnh M6. Nếu chúng ta gọi M6T6 thì hàm get select tool sẽ trả giá trị là 6. Khi đó biến tool sẽ lưu giá trị bằng 6 ha. Dòng thứ hai set current tool và trong ngoặc là biến tool. Hàm set current tool có chức năng là gán giá trị công cụ hiện tại bằng với giá trị được điền trong ngoặc. Tool bằng 6 thì tương đương với việc đặt giá trị công cụ hiện tại là bằng 6 và nó được mắt 3 hiển thị ở ô tool này.
Đó chính là lý do vì sao macro thay dao tự động mặc định chỉ hiện giá trị công cụ lên đây mà không làm bất cứ hành động nào khác. Để sử dụng chức năng thay dao tự động, MatBuy yêu cầu chúng ta phải viết macro. Thay vì phải viết từ đầu đến cuối, thì bây giờ mình sẽ mở macro mình đã xin và dán nó vào đây rồi chúng ta cùng nhau phân tích. Submain đơn giản là tạo chương trình chính và đặt tên là main thôi ha. Do spin stop quá quen thuộc ở phần 4, đó là tắt spindle để tránh trường hợp spindle đang chạy mà chúng ta gọi thay dao. Sleep 2000 là delay 2 giây. Vậy là người viết code không dùng cách kiểm tra bằng led ảo mà chỉ đơn giản là delay 2 giây. Nếu kiểm tra led ảo như phần 4 chúng ta sử dụng sẽ tối ưu hơn. Vì nếu kiểm tra thấy led đang sáng thì đợi cho nó tắt đi là được. Còn nếu led đang tắt thì đồng nghĩa với spindle không chạy. Khi đó chúng ta tiếp tục thực hiện đoạn code tiếp theo mà không cần phải delay làm gì. Tool bằng get select tool. Như lúc nãy mình giải thích, gán giá trị số thứ tự của dao mình muốn lấy cho biến tool. Giả sử mình gọi M6T6 thì biến tool sẽ nhận được giá trị là 6. New tool bằng tool, gán giá trị của biến tool cho biến new tool, tức là new tool cũng bằng 6. Chỗ này viết hơi lòng vòng ha. Chúng ta có thể viết new tool bằng get select tool là được rồi. Mục đích vẫn là lấy giá trị số thứ tự của dao mình muốn gọi và gán cho biến new tool thôi. Sau lệnh này new tool cũng bằng 6. Old tool bằng get user draw 1200. Trước tiên mọi người cần biết draw là gì. Draw dùng để đọc hoặc ghi và hiển thị giá trị của các biến. Ví dụ như trên màn hình MatBuy chúng ta có các draw đang hiển thị giá trị các trục và các thứ khác ở đây. Mỗi draw sẽ được MatBuy gắn cố định chức năng và địa chỉ cụ thể trong tài liệu và chúng được gọi chung là OEM draw. Ví dụ như mình nhập 16 vào OEM draw tọa độ gia công X ở đây và Enter. Đó là cách chúng ta ghi giá trị 16 vào OEM draw tọa độ gia công X bằng tay. Còn nếu muốn thực hiện thông qua macro thì sao? Chúng ta chỉ cần tra danh sách OEM draw tọa độ gia công X và sẽ thấy nó có địa chỉ là 178. Chúng ta chỉ cần viết lệnh set OEM draw 178,16. Sau lệnh này thì OEM draw tọa độ gia công X sẽ được gán là 16. Với set là ghi, còn get là đọc. Khi đọc, chúng ta chỉ cần tạo một biến để lưu giá trị đọc về là được. Ví dụ mình sẽ tạo biến tọa độ X và đọc giá trị OEM draw tọa độ gia công X bằng lệnh tọa độ X bằng get OEM draw 178. Thì lúc này biến tọa độ X sẽ có giá trị là 16 mà chúng ta vừa ghi lúc nãy. Nhưng lúc này để ý thì các bạn thấy nó không phải là OEM mà là user. Tất nhiên lúc này tra danh sách OEM draw sẽ không có OEM nào với địa chỉ là 1200 cả. Tra tài liệu chúng ta sẽ thấy MatBuy cho chúng ta sử dụng 1000 đến 2255 user draw để phục vụ cho việc ghi đọc, lưu trữ và hiển thị giá trị đó lên giao diện của MatBuy trong các dự án đặc biệt của chúng ta. Vậy có thể xem mỗi user draw là một thanh ghi và chức năng của nó là do chúng ta tự đặt. Quay lại với câu lệnh old tool bằng get user draw 1200, có nghĩa là đọc giá trị đang được lưu trữ tại địa chỉ user draw 1200 bằng bao nhiêu và gán giá trị đó cho biến old tool. Mục đích của người ta là dùng user draw 1200 này để lưu lại số thứ tự của con dao đang ngậm trong spindle trước khi lệnh thay dao được gọi. Mọi người có hiểu không ạ? Đặt giả sử máy vừa gia công với dao T2, bây giờ muốn đổi lấy dao T6 bằng lệnh M6T6, thì tới đoạn này biến new tool sẽ có giá trị bằng 6, còn biến old tool sẽ có giá trị bằng 2 ha. Mọi người hình dung được chưa ạ? Rồi, tiếp theo, đoạn dưới đây chủ yếu là khởi tạo và gán giá trị cho biến để lát nữa chúng ta sử dụng. Đọc qua tên biến, chúng ta cũng đoán được một phần ý nghĩa của biến. Maximum bằng 18, tức là giới hạn tổng số dao trên đài dao là 18 dao, tức là không thể xuất hiện lệnh M6T19 được. Mục đích chủ yếu là để kiểm soát chúng ta gọi sai. Bên dưới là bốn biến tool up với các giá trị khác nhau. Đây có lẽ là bốn vị trí nâng hạ Z tương ứng với các giai đoạn trong quá trình thay dao. Đối với kiểu thay dao này thì chủ yếu là nâng hạ Z là chính. Tiếp theo, if new tool bằng old tool, then. Điều kiện hàm if, đọc nôm na vịt xúc thì có nghĩa nếu biến new tool tức là dao đang cần lấy mà bằng với lại old tool tức là dao cũ đang ngậm trong spindle thì thực hiện lệnh exit xúc, tức là thoát khỏi chương trình chính main này luôn. Quay lại giả sử lúc nãy là spindle chúng ta đang ngậm dao T2. Nếu lúc này chúng ta gọi lệnh M6T2 thì biến old tool sẽ bằng 2 và biến new tool cũng bằng 2 luôn. Lúc này thỏa điều kiện if, MatBuy sẽ thực hiện khối lệnh bên trong if là exit sub, tức là thoát khỏi chương trình chính submain, đồng nghĩa với việc thoát khỏi macro M6.
Nhưng lúc này chúng ta đang giả sử là gọi là M6T6, thì điều kiện ít lúc này không còn thỏa mãn nữa, vì Newton bằng 6 và Ohm bằng 2 là không bằng nhau, nên khối lượng bên trong điều kiện ít bị bỏ qua không được thực thi. N ít, kết thúc hàm ít. Có ít thì phải có N ít nha mọi người. Mục đích của điều kiện ít này để giải quyết việc hai nguyên công liền kề nhau sử dụng chung một dao thì bỏ qua macro thay dao. Y, Newton lớn hơn Maxtunum. Vòng lặp Y. Nếu biến Newton mà lớn hơn biến Maxtunum, tức là dao muốn lấy mà lớn hơn 18 mình nói ở trên đó mọi người, thì Newton bằng question, vui lòng nhập lại số nhỏ hơn và Maxtunum. Lúc này nó sẽ hiện lên một cái bảng với cái tiêu đề nho nhỏ nhắc nhở chúng ta là vui lòng nhập lại số dao nhỏ hơn 18. Lúc này mình phải nhập vào ô đó một số bất kỳ tương ứng với số dao cần lấy, xong Enter. Sau khi Enter thì số mình vừa nhập trong ô đó sẽ được cập nhật và gán cho biến Newton. Xuống gặp lệnh quen thì nó lại quay lên trên kiểm tra biến Newton vừa mới được cập nhật số mới. Nếu vẫn tiếp tục lớn hơn Maxtunum, tức là lớn hơn 18, thì vòng lặp while tiếp tục hiện lên cái bảng lúc nãy yêu cầu chúng ta nhập vào con số khác. Mục đích của vòng lặp while này là kiểm soát số dao cần lấy không được vượt quá số dao có trên đài dao. Quay lại giả sử lúc nãy chúng ta đang lấy dao T6 thì hàm while không thỏa điều kiện nên sẽ bỏ qua khối lệnh bên trong nó và tiếp tục thực hiện câu lệnh bên dưới, cos, f và 2000. Gán tốc độ di chuyển G1 với f bằng 2000. Hàm cos này sẽ thực thi một lệnh G-cos chứa trong dấu ngoặc kép như cái cách mà chúng ta nhập đoạn trong ngoặc kép đó vào OMDI hoặc là trong chương trình G-cos. Chúng ta có thể viết f trong ngoặc kép và 2000 hoặc là viết F2000 trong ngoặc kép luôn cũng được. Để hiểu đơn giản hơn thì dấu and mục đích để gửi giá trị trả về của một hàm, một biến hoặc đơn giản là một hàng số vào trong dấu ngoặc kép. Thường thì sau dấu and mình sẽ dùng một biến để có thể chuyển đổi linh hoạt. Còn nếu là hàng số không bao giờ thay đổi xuyên suốt trong chương trình macro thì mình sẽ viết thẳng nó trong ngoặc kép như kiểu viết F2000 luôn. Code G0, G53, Z và Tuneup. Lần này các bạn thấy rằng sau dấu end lúc này là một biến Tuneup và giá trị -64.2 lưu trong biến Tuneup sẽ được gửi vào trong ngoặc kép. Lúc này câu lệnh trên tương đương với code G0, G53, Z -64.2. Nghĩa là di chuyển Z với tốc độ G0 lên độ cao -64.2. Chỗ này cần giải thích G53 là gì? Các bạn gia công phay thì sẽ quen với cụm từ tọa độ gia công và tọa độ máy đúng không ạ? Tọa độ gia công là tọa độ được thể hiện trên bản vẽ. Khi đó hệ tọa độ do chính người lập trình chọn. Khi gia công sản phẩm, người vận hành phải khai báo cho máy hiểu tọa độ của phôi bằng cách nhập trực tiếp tọa độ của XYZ vào RRO gia công. Và chúng ta có 6 tọa độ gia công tương ứng với G54 đến G59 với mắt 3 CNC mặc định là G54 được dùng. Khi chúng ta nhập lệnh G0, Z -64.2 thì mặc định mắt 3 sẽ di chuyển Z tới -64.2 so với lại tọa độ gốc của phôi. Và như vậy là hoàn toàn sai mục đích. Chính vì tọa độ gia công này sẽ thay đổi theo từng file gia công nên chúng ta sẽ không bao giờ dùng làm gốc để di chuyển trục trong quá trình thay dao tự động. Thay vào đó chúng ta sẽ di chuyển dựa theo tọa độ máy là tọa độ của các trục so với gốc cảm biến Hom, và chúng ta sẽ không thể zero hoặc là gán giá trị trực tiếp cho nó như là tọa độ gia công được, và G-code của nó là G53. Với lệnh G0, G53, Z -64.2 thì máy sẽ di chuyển trục Z tới -64.2 so với gốc Hom của Z. Lúc này dù chúng ta có chạy với bất kỳ file nào, với bất kỳ tọa độ gia công nào thì cũng không ảnh hưởng tới tọa độ Z -64.2 so với gốc Hom ha. Như vậy là biến Tuneup dưới giá trị -64.2 chính là tọa độ hạ Z để chuẩn bị đẩy mâm dao vào. Tới đây mọi người hiểu vì sao khi làm thay dao tự động yêu cầu máy cần có cảm biến Hom rồi ha. Qua đây chúng ta cũng thấy đoạn code này thiếu một điều khá quan trọng, đó là nó không kiểm tra xem người vận hành đã về Hom hay chưa. Trường hợp này đôi khi vẫn xảy ra, đó là chưa về Hom mà quên mất rồi gọi thay dao là rất nguy hiểm. Vì G53 lúc này chưa được cập nhật nên đâm đụng hư máy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những phần quan trọng mà còn thiếu trong đoạn code này mình sẽ làm bổ sung và phân tích trong các video của series thay dao tự động của mình nha. While e-moving, when, vòng lặp while kiểm tra xem còn trục nào di chuyển hay không, hay nói cụ thể hơn là trục Z đã di chuyển tới Z-64.2 xong chưa. Code nào mình đã giải thích ở các video trước thì chỉ lướt sơ qua thôi nha. Con mupod onTool, gọi chương trình con mupod với biến tham chiếu truyền vào là onTool. Mọi người chú ý giá trị của biến onTool sẽ truyền vào ở đây nha. Kết thúc lệnh này, mắt 3 sẽ tìm và nhảy tới chương trình con để thực hiện lệnh tiếp theo. Chúng ta bắt đầu nhảy từ đây để tìm tới chương trình con.
Sau khi chương trình con chạy xong thì phải quay trở lại vị trí này nha. Chương trình con thường được viết ở dưới cùng và nằm ngoài chương trình chính. Chúng ta kéo xuống dưới để tìm nó và xem chương trình con này làm gì. Sub Moveport ở đây. Khai báo biến full number kiểu integer. Do chương trình con Moveport được gọi với biến tham chiếu truyền vào là onTool bằng câu lệnh trước đó là con Moveport onTool. Vậy nên biến full number ở đây sẽ được gán giá trị bằng với giá trị của biến onTool, tức là bằng 2 theo như giả sử trước đó của chúng ta. Select key full number. Hàm select key sẽ thực thi khối lệnh theo nhánh điều kiện. Nếu nhánh điều kiện nào đúng thì lệnh sẽ được thực thi trong nhánh đó và phát. Khúc này MATLAB sẽ kiểm tra tuần tự từ trên xuống xem biến full number có giá trị bằng bao nhiêu thì thực hiện khối lệnh bên trong key đó. Do đại giao có 18 giao nên người viết code đã viết sẵn 18 key để so sánh. Trước tiên MATLAB sẽ kiểm tra xem biến full number có bằng 1 hay không bằng lệnh key is bằng 1. Full number đang bằng 2 nên không phải điều kiện. Và MATLAB tiếp tục kiểm tra full number có bằng 2 hay không bằng lệnh key is bằng 2. Lúc này điều kiện khỏa với lại full number bằng 2. Khối lệnh bên trong key is bằng 2 sẽ được thực thi. Code G0, B và 28.8366 tương đương với quay trục B với góc bằng 28.8366 độ. Với góc quay này thì mâm dao sẽ hướng dao T2 về phía spindle. Chỗ này có hai điều mình muốn nói. Thứ nhất, đó là người viết code không nhắc đến G53. Như vậy họ đã sử dụng G54 gia công để di chuyển góc xoay của trục B. Trường hợp này, tọa độ tại vị trí home của trục B có G53 bằng G54 và cũng bằng 0 luôn, nên nó hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Nhưng nếu tọa độ gia công của trục B bị người vận hành nhập vào một con số khác, hoặc vô tình nhấn 0 trục B, thì tất cả sẽ sai hết. Nếu biện minh là làm gì có ai dạy dột tới mức đó thì không được nha. Chúng ta phải hạn chế đến mức thấp nhất sai sót có thể xảy ra. Thay vì biện minh thì chỉ việc viết thêm G53 vào là giải quyết được vấn đề an toàn rồi. Thứ hai là mọi người để ý góc quay của trục B có số rất lẻ, dù mâm dao tròn 360 độ, chia 18 dao đều nhau, thì các dao cách nhau 20 độ, nhưng sao số lại lẻ như vậy? Lý do là vì công tắc home đặt ở vị trí ngẫu nhiên trên đài dao khi chúng ta lắp, kiểu như là tìm chỗ nào thì lắp chỗ đó, nên vị trí các dao so với home sẽ có một số lẻ ngẫu nhiên. Ví dụ như ở đây, dao T1 cách cảm biến home một góc 8.8366 dẫn tới các dao khác cứ cộng thêm 20 độ vào. Cơ bản là không vấn đề gì, nhưng nếu nó là các số tròn như T1 bằng 0, T2 bằng 20, T3 bằng 40, v.v. thì vẫn dễ quản lý và hay hơn đúng không ạ? Thì làm bằng cách nào video sau đụng tới chúng ta sẽ fix luôn nha. Quay lại vấn đề lúc nãy. Sau khi so sánh và tìm ra được giá trị trùng khớp là tool number bằng 2, thì MATLAB quay trục B với góc 28.8366. Hàm select sẽ bỏ qua các so sánh phía dưới và tiến hành end select luôn ha. Kết thúc hàm select, MATLAB sẽ quay lại vị trí gọi hàm con ở trên, nhảy đi từ đâu thì quay lại từ đó. Đây là cách mà dòng code call moveport call tool được thực hiện. Phân tích xong, mọi người phải đoán xem chức năng của nó là gì. Đó là người viết code muốn xác nhận lại vị trí của mâm dao trước khi tiến hành trả dao về mâm. Đặt trường hợp nếu chúng ta vừa bấm về home và mâm dao cũng được về home, hoặc chúng ta vô tình điều khiển tay khiến mâm dao quay sang một góc khác thì chẳng vấn đề gì cả. Vì trước khi đẩy đài dao vào spindle để đỡ lấy dao đang được ngập trong spindle, mâm dao sẽ quay đúng về vị trí tương ứng mà dao đang được ngập trong spindle. Còn nếu nó đang ở đúng vị trí góc xoay đó rồi, thì trục B cũng chỉ đứng im đó thôi, không cần quay đi đâu cả. Việc kiểm tra này giúp máy hoạt động một cách an toàn mà lại không khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Đó là lý do người viết đã sử dụng thanh ghi User Draw 1200 để lưu trữ lại dao cũ trước đó đang xài. While e-moving, when, đợi cho trục B xoay xong. Slip 400, delay 400 ms, active signal output 3, kích bật output 3. Dựa theo nguyên lý hoạt động thì chúng ta có thể thấy được output 3 có chức năng là kích bật xi lanh đẩy đài dao để đưa mâm dao về phía spindle đang đợi sẵn. Slip 1000, delay 1 giây. While ESC input 1, when, vàm lập while để kiểm tra hàm ESC. Hàm này có chức năng kiểm tra trạng thái tín hiệu input và trả về giá trị 1 hoặc là 0 khi tín hiệu input đó đang được tác động hay không. Và theo nguyên lý hoạt động của máy, thì input 1 được nối tới cảm biến hành trình xi lanh khi đài dao được đẩy vào vị trí spindle, giúp kiểm soát lỗi khi thiếu áp suất hơi hoặc là mất tín hiệu điều khiển khiến xi lanh không thể đẩy đài dao vào. Khi đó MATLAB sẽ đợi ở đây chứ không làm gì nữa. Lúc này chúng ta sẽ kịp thời dừng máy và kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu nhận được tín hiệu trả về từ cảm biến, tức là đài dao đã được đẩy hướng vào spindle thành công thì thoát khỏi vòng lặp while. Active signal output 4, kích bật output 4. Dựa theo nguyên lý hoạt động của máy thì chúng ta có thể thấy được output 4 có chức năng là kích bật xi lanh đạp dao để spindle nhả dao ra.
Active Signal Output 2, kích bật Output 2. Đoạn này mọi người nghe thấy tiếng áp suất hơi xì rất lớn, đó chính là xi lanh thổi áp suất khí làm sạch lòng spindle và cán dao. Slip 1000, delay 1 giây. Deactive Signal Output 2, tắt Output 2. Ngưng thổi áp suất khí làm sạch lòng spindle và cán dao. Code G0, G53, Z và Tune Up 2. Tương tự như dòng lệnh hạ Z xuống trước đó có sử dụng tọa độ máy G53. Lần này là nhấc Z lên độ cao có giá trị lưu trong biến Tune Up 2 so với gốc Home Z của máy với tốc độ G0, tương đương với Z trừ 26,36. Vậy Tune Up 2 chứa giá trị trừ 26,36 là tọa độ nhấc Z an toàn trước khi xoay mâm dao. While E-moving, when, chờ cho Z nhấc lên xong. Call Moveboard New Tune. Tiếp tục gọi chương trình con Moveboard với biến tham chiếu truyền vào lần này không phải là Untune mà là New Tune. Tức là lần này Tune Number bằng New Tune và bằng 6 theo giả sử trước đó. Sau khi thực hiện hàm Select K và thỏa điều kiện K bằng 6, thì mắt 3 thực hiện lệnh Code G0 B và 108,8366. Quay trục B tới góc 108,8366, tương ứng với dao T6. End Select, kết thúc hàm Select và quay trở về vị trí gọi hàm con ở trên. Nhảy đi từ đâu thì quay về đó. While E-moving, when, chờ trục B quay xong. Active Signal Output 2, thổi áp suất khí làm sạch lòng spindle và cán dao lần nữa. Code G1, G53, Z và Tune Up 3, đồng thời hạ Z xuống độ cao có giá trị đang lưu trữ trong biến Tune Up 3 so với gốc Home Z của máy. Với tốc độ G1 có S2000 đã khai báo trước đó, Tune Up 3 tương đương với Z trừ 61,5. Vậy, Tune Up 3 chứa giá trị trừ 61,5 là tọa độ hạ Z xuống gần sát với cán dao. Còn chừa một đoạn hở giữa spindle và cán dao nha mọi người, cụ thể là 2,7mm nữa. While E-moving, when, chờ Z hạ xuống xong. Deactivate Signal Output 2, tắt Output 2, ngưng thổi áp suất khí làm sạch lòng spindle và cán dao. Vậy là người viết code muốn chừa khoảng hở 2,7mm để tắt khí làm sạch lòng spindle. Code G1, G53, Z và Tune Up 4. Bây giờ mới hạ Z xuống độ cao có giá trị đang lưu trữ trong biến Tune Up so với gốc Home Z của máy với tốc độ G1 có F2000 đã khai báo trước đó. Tune Up 4 tương đương với Z trừ 64,2. Vậy Tune Up 4 chứa giá trị trừ 64,2 là tọa độ hạ Z xuống sát với cán dao để chuẩn bị ngậm dao lại. Ở đây chúng ta sẽ thấy Tune Up tọa độ hạ Z chuẩn bị nhả dao và Tune Up 4 tọa độ hạ Z chuẩn bị ngậm giữ dao lại có giá trị bằng nhau và bằng Z trừ 64,2 luôn ha. Người viết code muốn tách bạch ra hai cái riêng biệt nên đặt hai biến nhưng chung một giá trị. Vậy nên đoạn này and tune up hay and tune up 4 thì cũng hoạt động như nhau. While E-moving, when, đợi Z hạ xong. Slip 800, delay 800 mili giây. Deactive signal output 4, tách output 4, ngắt xi lanh đạp dao để spindle ngậm dao lại. Slip 1000, delay 1 giây. Deactive signal output 3, tách output 3, ngắt xi lanh đẩy đài dao và đưa mâm dao trở về vị trí cũ. While ESTIP Input 2, when, vòng lặp while để kiểm tra hàm ESTIP, kiểm tra trạng thái tín hiệu Output 2 có được tác động hay không. Và theo như nguyên lý hoạt động của máy, thì Input 2 được nối với cảm biến hành trình xi lanh khi đài dao được đẩy ra ngoài. Nếu nhận được tín hiệu trả về từ cảm biến, đồng nghĩa xi lanh đã được đẩy ra ngoài xong thì kết thúc vòng lặp while. Slip 500, delay 500 mili giây. Set User Draw 1200, New Tool. Gán giá trị 6 đang lưu trữ trong biến New Tune cho thanh ghi User Draw có địa chỉ 1200. Mục đích để lưu trữ dao hiện tại đang được spindle ngậm, để lần thay dao tiếp theo sẽ lấy ra gán cho biến Old Tune như đầu chương trình lúc nãy chúng ta phân tích. Set Current Tune New Tune. Gán giá trị 6 đang lưu trữ trong biến New Tune cho thanh ghi Current Tune, để mắt 3 hiển thị số 6 lên Draw này cho chúng ta thấy. End Sub. Kết thúc chương trình chính men. Vậy là thay dao thành công. Mọi người cảm thấy sao ạ? Cũng khá đơn giản ha. Vẫn còn có đôi chút chỗ cần sửa đổi. Ở các video sau, khi làm thay dao tự động, mình sẽ bổ sung thêm nhiều thứ, đồng thời tích hợp chức năng so chiều cao các dao và lưu trữ nó vào danh sách Tune Table để máy tự offset chiều cao khi đổi dao. Còn hiện tại máy này chưa có chức năng đó. Đồng thời chúng ta sẽ tạo một giao diện trực quan hiển thị đầy đủ các giá trị cần thiết như chiều cao nâng hạ Z của các miếng Tune Up, thanh ghi lưu trữ dao đang ngậm User Draw 1200 và các nút nhấn ảo để điều khiển kích hoạt đưa mâm dao ra vào hay là đạp nhả dao vân vân. Khi đó giao diện nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn. Tới đây chúng ta đã đi hết nội dung của phần 6. Nếu còn gì thắc mắc chưa rõ thì các bạn để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời sau. Nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn đăng ký theo dõi kênh và đừng quên ấn like ủng hộ tinh thần mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.